Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã vào video của Nhận nha. Thì trong clip hôm nay, Nhận lại cập nhật cho các bạn về một dòng xe tay ga, chính là dòng xe Alex phiên bản của 2025. Thời phiên bản của 2025 này thì sẽ cho ra là bao gồm là hai phiên bản nha bạn, phiên bản 125 và cũng như là 160. Và hiện tại ở những phiên bản này thì nó có bao gồm những cái phiên bản màu nào, khả năng tiết kiệm nhiên liệu nó có thay đổi gì hay không, có những cái gì thay đổi hay không thì Nhận mời các bạn mình xem clip luôn nha. Thì nói về Alex của 125 thì hiện tại nó bao gồm có những phiên bản chẳng hạn như là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao. Đầu tiên là cái phiên bản tiêu chuẩn là nó bao gồm là hai cái phiên bản màu sơn chính. Đầu tiên là phiên bản màu đỏ đô. Phiên bản màu đỏ đô là chính là cái phiên bản giống như phiên bản của Alex 160, của phiên bản của 2024. Và hiện tại thì một cái phiên bản mới cũng đã bổ sung là phiên bản màu đen bóng này. Màu đen bóng này thì trên giấy tờ nó là phiên bản màu đen bạc ha các bạn. Thời gian qua các bạn mình gọi rất là nhiều về cửa hàng hỏi phiên bản màu đen bóng như thế này ở phân khúc là 125. Thì rất tiếc là thời lúc đó thì cũng không có số lượng nhiều hàng nhiều. Thì hôm nay thì số lượng về cũng được một vài chiếc, thì Nhận sẽ quay cho các bạn mình cập nhật ha. Phiên bản màu đen bóng này thì nó sẽ rất là bóng luôn nha các bạn, rất là sáng luôn nè các bạn. Các bạn mình sử dụng những cái phiên bản này thể hiện cái tính cách của mình nhiều hơn, thể hiện cái tông màu quyền bí. Hoặc là các bạn mình chơi theo phong cách phong thủy thì lựa chọn phiên bản màu đen bóng này cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Ở phiên bản của 2025 này thì nó có những cái chi tiết thay đổi, chẳng hạn như là một cái logo 125 thay vì ở phiên bản cũ thì nó có để chữ AB chỗ này đây các bạn. Đây là chính là cái phiên bản của 2025, mà phiên bản đời 2024 mà Honda đã bỏ mẫu ha. Nó sẽ có chữ Honda AB hoặc là logo AB hoặc là 125. Ở phiên bản mới này thì Honda nó cũng sẽ làm sự tối giản hơn, chỉ còn là 125 thôi, cũng không còn chữ AB. Nhưng mà thay vì cái phần đó chữ AB thì Honda cũng đã để gọn hơn rất là nhiều. Các bạn, rất là gọn ha, chữ Alex không còn 125 nữa và cũng không có những cái bộ tem phần dưới nữa các bạn. Thay vào đó là chỉ là một phiên bản màu đen nguyên chiếc luôn nha các bạn. Rồi, đây là phiên bản tiêu chuẩn. Ở phiên bản tiêu chuẩn thì hai màu sơn ha, đỏ và phiên bản màu đen bóng. Phiên bản kế tiếp là phiên bản cao cấp. Cao cấp thì nó có hai màu sơn, phiên bản màu bạc xanh và phiên bản màu bạc đỏ. Phiên bản thể thao thì là có phiên bản màu xám này, xám đỏ. Còn phiên bản đặc biệt chính là phiên bản màu xanh nhám. Đây là phiên bản thể thao ha. Thì hôm nay thì Nhận sẽ quay cho bạn về cận cảnh phiên bản thể thao này nhiều hơn. Lý do là các bạn mình gọi về cửa hàng rất là nhiều hỏi phiên bản màu xanh, phiên bản thể thao cũng như là quay cận cảnh chi tiết như thế nào. Thì nói với dòng xe Alex chính là một dòng xe tay ga phong cách thể thao, nó có những cái chi tiết cực kỳ đẹp, chẳng hạn như là cái phần mặt nạ các bạn, hình to bản lớn thì chia ra là bao gồm là hai phần mặt nạ hết các bạn. Phần mặt nạ bên trong chính là phần mặt nạ nhỏ gọn, bên ngoài chính là phần mặt nạ lớn, và nó có những cái điểm nhấn chẳng hạn như là hình tia sét nè, đèn đề mi hình tia sét các bạn, cực kỳ đẹp luôn nha. Và ở phần mặt đèn pha này thì nó sẽ là đèn pha cỡ lớn. Đèn pha cỡ lớn thì nó sẽ có sử dụng là bóng đèn LED nha các bạn. Khi các bạn mình gọi vào thì mình sẽ không có bắt cái tim đèn ở trong, thì nó sẽ là bóng đèn LED. Còn các bạn phân biệt thì đèn halogen thì khi mình nhìn vào nó sẽ có một cái bóng đèn, đó là đèn vàng. Còn ưu điểm của dòng đèn LED này, các bạn mình đi vào những khu vực thiếu ánh sáng hoặc là mình đi vào trong đêm tối thì sẽ cho ra cường độ ánh sáng trắng, nhìn mình rất là chi tiết, rất là dễ đi ha các bạn. Về cái phần phân khối thì dòng xe Alex 125 và cũng như 160 thì sử dụng là hệ thống động cơ ESP cộng ha. Đây, với cái hệ thống ESP cộng này nó sẽ cho ra công suất mình hoạt động là mạnh mẽ hơn, xe mình hoạt động là êm ái hơn, ít phát ra tiếng ồn và cũng như là khí thải sạch, và cũng như là các khả năng tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe này cũng được thay đổi tí xíu ha. 2,14 lít 100 km. Thì so với cái phiên bản đời cũ thì Nhận sẽ quay cho các bạn mình xem nha các bạn. Đây là phiên bản đời cũ nè, 2024 màu xanh, và phiên bản màu đỏ cũng là phiên bản 125, 2,26. Thì có nghĩa là nó sẽ tiết kiệm được tí xíu, khá nhiều là so về lâu về dài nó sẽ tiết kiệm hơn thế các bạn. Rồi, Nhận sẽ cùng với các bạn mình điểm qua những cái điểm thay đổi của dòng xe Alex này. Đây là cái bộ tem mới nè. Đầu tiên là mình sẽ bắt gặp vào bộ tem là Sport ha. Sport, và nó sẽ có những cái đường viền tem màu đen, màu đỏ, và sẽ kết hợp thêm là chi tiết là 125 ở vị trí này nè. Nhìn cực kỳ đẹp luôn nha. Đỏ này chính là màu đỏ candy giống như phiên bản cửa hàng mình đã độ ra đó. Đỏ candy 125. Đây là tem dán nha các bạn.
Kế tiếp về phần thân xe thì nó sẽ có cái bộ tem dập nổi 3D cực kỳ đẹp, cực kỳ nổi luôn. Dòng xe Alex và có những cái đường viền tem này các bạn. Rất là đẹp ha. Và cái phần đường viền tem cái màu đỏ này nó sẽ ăn với những cái chi tiết tông màu, chẳng hạn như là logo nè, 125 hoặc là phuộc sao, heo dầu. Đây là những cái chi tiết màu đỏ, tuy là những cái điểm nhấn nhỏ thôi, nhưng mà đây là những cái phần thay đổi mà Honda cũng đã cập nhật để cho các bạn mình dòng xe này trở nên là dễ nhìn hơn. Về cái phần đồng hồ á, thì có dòng xe này sử dụng là một đồng hồ LCD ha, đồng hồ LCD. Và bên tay trái thì có những cái thông số cốp pha, còi, xi nhan, công tắc ngắt động cơ tạm thời hoặc là còi, nút cụm đề. Về hệ thống khóa thông minh của dòng xe này á, thì tất cả những cái phiên bản 125 cũng như là 160 á, thì đều sử dụng hệ thống khóa thông minh hết rồi nha các bạn. Đây, mình sẽ được hai cái remote như thế này, và bao gồm là hai nút và cũng như là ba chức năng khóa xe, mở xe, tìm xe và chức năng chống trộm. Nó giống như là cái hệ thống ở trên kia SH luôn nha các bạn. Nhưng sẽ mở cho bạn về cái hộp đựng đồ của dòng xe này. Hộp đựng đồ của dòng xe này á, là hộp đựng đồ dạng như là rộng rãi. Các bạn mình đi vào những cung đường xa hoặc là các bạn mình đi vào những thực hiện công việc của mình phải là mang đồ nhiều á, thì dòng xe Alex này rất là phù hợp nè. Và đặc biệt hơn á, là một dòng xe này nó có một cái vách ngăn. Mình có thể là dễ dàng mình phân cách đồ của mình theo cái vách ngăn này. Chẳng hạn như giấy tờ nào này nọ mình sẽ để ra ha. Và ở phiên bản 125 cũng như là 160 á, thì hiện tại cũng có cổng sạc hết rồi. Cổng sạc này là cổng sạc USB ha, nó chưa được cổng sạc Type-C. So với phiên bản Ly của 2025 á, thì đã nâng cấp là cổng sạc Type-C rồi. Và dòng này có hộp đựng có đèn soi ha, đèn soi hộp đựng đồ, rất là dễ nhìn nè các bạn. Rồi, thì so với phần giá cả của Alex 125 á, thì hiện tại có nhiều phiên bản cũng như là nhiều giá. Giá hôm nay chỉ từ là 42.9 cho đến là 44.9 thôi. Khi các bạn mình mua xe ở thời điểm hiện tại ở cửa hàng Honda Hòa Đức á, thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ giảm ngay là 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá. Đây chính là cái chương trình là hỗ trợ trước bạ dành cho quý khách hàng nha. Và cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ cho khách hàng mình đổi xe mới, thu cũ lại mới với cái chương trình là trả góp 0% lãi suất, hoặc là mình tham gia vào cái chương trình là mua tiền mặt thì cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ giảm ngay là 1 triệu đồng nữa. Hoặc là các bạn mình đến ngay cửa hàng mua trả góp với cái trả trước chỉ từ 20% giá trị xe thì mình sẽ được nhận luôn cào gốc ha, vừa lãi suất rẻ và vừa nhận luôn cào gốc. Còn quý khách hàng nào có quan tâm về dòng xe Alex này nhưng mà mình muốn cái chương trình trả góp lãi suất rẻ hơn, thấp hơn cũng như là giá ưu đãi hời hơn thì cứ việc alo trước cho Nhuận đi, thì Nhuận sẽ có những cái voucher giảm giá dành riêng cho quý khách hàng tham gia vào chương trình là xem online trên kênh của Nhuận đó. Rồi, thì các bạn mình có nhu cầu tư vấn thêm về dòng xe nào thì cứ việc comment dưới phần bình luận thì Nhuận sẽ thấy được những tin nhắn và Nhuận sẽ quay cho các bạn mình xem nha. Rất là nhiều dòng xe nè, Future, Vision, SH đằng kia, SH More, đây là dòng xe AB, Vario 125, có đầy đủ tại cửa hàng anh Minh. Các bạn mình có nhu cầu thì cứ việc alo cho Nhuận qua số 0964 234 878 ạ. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ.